Tập hợp. Tập hợp N. Có người viết N kiểu này, có người cũng viết N kiểu này. Tùy giáo viên nha. Ghi cái chữ N xong gạch thêm cái nữa. Và N sao. Hoặc là người ta viết N đi nè. Sao đây, gạch thêm cái nữa. Hiểu cách viết chưa? Tùy vào giáo viên thôi. Bắt đầu đọc tiếng Việt Nam lên. N là số tự. N là số tự nhiên. Biết số tự nhiên không? Nhiều đọc lên. Không. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Tám. Chín. Chín. Mười. Mười. Mười một. Mười một. Chấm 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 chấm. Chốt. Hiểu. Hiểu. Tiếp. N sao. N sao. Sao này giống cái số số này nè. À. Vậy N sao là số tự nhiên. Bỏ đi. Bỏ đi số. Số không. Số không. Đó. Là số tự nhiên, bỏ đi số không. Rồi đọc. Bỏ đi số không nha. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Chín. Chín. Mười. Mười một. Chấm 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 chấm. Hết. Một khi